Ơi, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 20:20 ngày 10 tháng 12 năm 2022. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần quý vị. Mình đang có mặt tại con đường Phù Đồng Thiên Phương, đang hướng về trung tâm thành phố Đà Lạt quý vị ha. Đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi lên lên thung lũng tình yêu quý vị. Tối hôm nay hiện tại bây giờ Đà Lạt cũng không có lành lắm quý vị. Chạy xe ngoài đường vẫn xe xe thôi. Hồi nãy mình làm một cái video ở ngay trung tâm khu Hòa Bình và chợ đêm ấy. Phải nói khách rất là đông luôn. Đi chật kín người ở khu vực chợ đêm. Cuối tuần thời tiết thuận lợi, không có mưa gió, trời nắng trong xanh rất là đẹp. Cho nên du khách mà nói đổ xô lên Đà Lạt để vui chơi, nghỉ mát, tham quan, nghỉ dưỡng. Ở khu vực này thì là khu vực sinh viên quý vị ha. Người ta bán đồ ăn vặt, đồ quá trời. Sinh viên hay tập trung ra đây ăn vặt nè, rồi uống cà phê lang thang. Ngày xưa mình cũng hay lang thang những khu vực như thế này, nhưng mà ngày xưa nó tối tăm lắm quý vị. Ngày xưa những khu vực này nó buồn, sập sệ chả có cái gì ngoài những cái quán internet, rồi những cái quán cà phê lóc bóc len keng vậy thôi quý vị ha, những quán ăn đó. Còn bây giờ thì nó xôm tù rất là vui tươi rồi. Ngày xưa hay ra tìm những cái quán internet như thế này để mà ngồi tra cái này tra cái kia, rồi ngồi chat chiếc cái gì đó quý vị. Đó, ngày xưa làm gì có những cái màng mung giống như bây giờ. Nó là chỉ có màng Yahoo thôi hả? Yahoo, đúng rồi. Đó, làm cái nick xong rồi ngồi chat với người thân, anh em bạn bè đó. Ngày xưa điện thoại cũng có nữa cơ. Khổ vậy. Bây giờ sướng quý vị ha. Về đây là ngã năm đại học quý vị. Bây giờ mình đi vào cũng đường Bùi Thị Xuân này, để đi về trung tâm. Hôm nay mình đi đón con cuối tuần cho cháu nó lên nhà dì nó chơi ở đường Phù Đổng. Qua đây là con đường Bùi Thị Xuân quý vị, là con đường Võ Tánh năm xưa ha. Ngày xưa con đường Bùi Thị Xuân này nó cũng khá là sập sệ luôn, toàn ký ốt không á, ký ốt, quán cơm sinh viên đó. Hôm nay cũng nhận được một cái thông tin khá là buồn khi mà có một cái doanh nghiệp nước ngoài quý vị ở Đồng Nai ha. Như là nghe nói là doanh nghiệp này là chủ là người Hàn Quốc, cũng đóng cửa bỏ trốn luôn. Nói là doanh nghiệp này nợ lương của nhân viên đó, do khó khăn cho nên chi là nhân viên cũng cho nợ lương 1 tháng 2 tháng gì đó rồi trả sau ha, trả dần ha, rồi cũng cho nợ là bảo hiểm xã hội luôn, bảo hiểm xã hội cũng chưa đóng cho nhân viên mấy tháng luôn, 1-2 tháng gì đó cũng chưa đóng luôn. Thế mà không có thông báo bất cứ một cái vấn đề gì hết, tự nhiên ngày mai nhân viên đi làm đó, nhân viên công nhân đi làm thì thấy nhà máy đóng cửa, xưởng của mình đóng cửa, liên hệ với giám đốc, một giám đốc người Hàn Quốc và một giám đốc người Việt thì không liên hệ được. Trời ơi, bỏ trốn rồi. Đã nghèo rồi gặp cái eo rồi quý vị. Có nhiều người lo lắng nói Tết này không biết sống sao, hy vọng nhận tháng lương này còn thêm tháng lương trước là người ta nợ nữa thì cũng trả vào, thì có vài đồng để mà có đồng ra đồng vào để ăn Tết. Bây giờ người ta cũng bỏ trốn luôn rồi, mà bây giờ báo cơ quan chức năng để đòi thì biết đến bao giờ, chờ người ta xác nhận rồi liên hệ rồi này kia rồi đòi quyền lợi thì chắc phải nói qua Tết nữa. Quan trọng là trước mắt chúng ta lấy gì để mà sống, để mà ăn Tết như này, rồi làm việc gì để mà sống như này. Đúng là người ta bỏ rơi người lao động một cách bơ vơ luôn. Bây giờ thời buổi bây giờ nó
kinh khủng quý vị ha. Bơ vơ rất là tội. Mình rẽ xuống như là lại xuống con đường Nguyễn Văn Trỗi quý vị ha, nối xuống đường Phan Đình Phùng để người ta hay gọi là ngã ba chùa đấy. Trước mặt của chúng ta là chùa Linh Sơn. Bỏ trốn như vậy nó còn thê thảm hơn là những người mà bị sa thải quý vị. Bị sa thải thì người ta báo trước ha. Đó. Báo trước là ngày mai không làm việc nữa, rồi có những cái mức lương hỗ trợ. Đó. Cái đây là nếu như bỏ trốn là đã nợ lương rồi bỏ trốn luôn, làm cho người ta phải rơi vào hoàn cảnh là bi đát chứ, không nơi nương tựa luôn quý vị. Bơ vơ giống kiểu là người ta nói là bỏ con giữa chợ đấy. Ai chơi cái kiểu mà bỏ con giữa chợ như vậy đâu. Thiệt thòi cho người lao động quá. Bây giờ có rất là nhiều những doanh nghiệp mà người ta khó khăn, người ta đang nợ lương hoặc là chậm trả lương cho nhân viên đó quý vị. Thậm chí năm nay nguy cơ là lương tháng 13 thưởng Tết này kia là cũng bị cắt giảm nữa đấy. Đang khó khăn mà người ta trả lương cho kịp và đúng kỳ đúng hàng là cũng may mắn lắm rồi. Có nhiều công ty phải nói là chây ý không chịu trả lương cho người ta nữa cơ. Xuống đây là con đường Phan Đình Phùng quý vị ha. Chây ý rồi nợ lương tùm lum hết. Trong lúc người lao động thì trông chờ vào những cái đồng lương như vậy để mà về mà chi trả dù tiền trọ nè, tiền điện, tiền nước, internet nè. Tiền điện không trả thì người ta cúp. Tiền trọ không trả thì người ta đuổi ra khỏi nhà. Tiền internet không trả thì người ta cũng ấy luôn. Còn tiền học của con không đóng thì người ta phải rêu rao lên, nhắc lên nhắc xuống, thậm chí là đọc tên làm cho các cháu cũng xấu hổ đó. Thì ai hiểu được điều đó hay không? Trong lúc người lao động cũng chia sẻ cho như vậy rồi cuối cùng cũng bỏ trốn luôn thì cũng hiểu nổi. Hy vọng là ông chủ này cũng đi đâu đó ha, mất tích, mất liên lạc trong một hai ngày thôi, quay lại để giải quyết cho người ta. Tối nay sinh khí nó rất là vui tươi ở thành phố Đà Lạt đúng không quý vị? Cuối tuần mà từ quán ăn cho đến chợ đêm, chợ búa cho đến đường phố, từ quán cà phê cho đến quán này quán kia, đâu đâu cũng thấy đông đảo vui tươi đó. Nó không còn cái cảnh mà thê thảm thê lương nữa. Về đây là gần trung tâm rồi quý vị. Nếu mà chúng ta đi tắt cái đường trên là lên khu Hòa Bình tầm khoảng 200m nữa ha. Con đường đó đi bộ lên thôi. Mấy đường một chiều ở dưới này đi lên không được quý vị. Hoặc nếu như mà tới ngã ba Cẩm Đô này chúng ta muốn đi lên khu Hòa Bình thì chúng ta có thể đi lên cái con dốc nhà làng, con đường Nguyễn Biểu đó quý vị. Ngay bên phía tay trái của chúng ta đó ha. Đây là ngã ba Cẩm Đô này. Mình quẹo phải như thế này để đi qua. Đi qua đường Hai Bà Trưng quý vị. Bây giờ thê thảm nhất đó là những cái mặt bằng người ta làm ăn không được, người ta trả đó. Thứ hai nữa là những cái quán karaoke mà bị vi phạm nguyên tắc phòng cháy chữa cháy, nó bị đình chỉ hoạt động đó. Những cái quán như vậy nó cũng đúng là mệt mỏi luôn, tại vì người ta phải mướn mặt bằng đó quý vị. Mặt bằng nhà thì không nói giờ mà còn mướn mặt bằng thì phải chịu một cái khoản chi phí khá là lớn. Bây giờ phải tân trang lại, phải làm lại cho nó đúng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy ha. Mà điều đó là điều đương nhiên, điều quan trọng rồi, không cần bàn cãi. Nếu mà làm không đúng luật phòng cháy chữa cháy thì buộc phải đình chỉ và làm lại cho đúng thôi, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân đó quý vị. Bao nhiêu vụ thương tâm rồi, cái đó chúng ta không thể nào bàn cãi nữa.
À, những cái người chủ như vậy phải nói là đầu tư vào một cái khoản karaoke là cực lớn quý vị ha, tiền lớn lắm đó. Bây giờ mà bung ra hết mà làm lại thì cũng hơi bị nhiều tiền đó. Họ muốn kinh doanh tiếp thì buộc phải làm thôi, làm cho đúng tiêu chuẩn rồi người ta sẽ cấp phép lại và hoạt động với quý vị. Chứ bây giờ biết làm sao, không thể nào mà làm cái kiểu đối phó được. Làm kiểu đối phó thì người ta nói là người ta nói là chờ tới dịp mà mất bò lo làm chuồng đó. Mất bò lo làm chuồng rồi bắt đầu là chờ xảy ra chuyện rồi bắt đầu là mới thấy cái hậu quả của nó nghiêm trọng như thế nào. Đền không kịp, bán nhà đền không hết, thậm chí là truy tố đi tù nữa. Thôi làm cho nó tốt rồi hoạt động ha. Rồi về đây là con đường Hoàng Diệu quý vị. Đường Hoàng Diệu này thì buổi tối thì có những quán nhậu, ban ngày thì có quán bánh trăng nướng, rồi quán sữa đậu nành, và đặc biệt là bánh mì xíu mại. Du khách tập trung ăn rất là đông. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.